Rồi, xin chào mọi người, chào mọi người đến với video chào tôi. Và trong video ngày hôm nay thì nhân vật chính của chúng ta đây, mọi người có thể thấy đây, nàng Juliet ở trường nội trú, hay là chúng ta gọi dễ hiểu hơn là Kisuke ga kono Juliet. Rồi, chắc mọi người đang thắc mắc tại sao là tuần trước tôi làm video về cuốn truyện này rồi nhưng mà giờ tôi lại làm nữa. Thì thật ra nó không phải về cuốn truyện này mà nó là về hẳn bộ truyện luôn. Câu trả lời cho cái sự khó hiểu đó là khi mà tôi mua cuốn truyện này về, tôi review xong, tôi đăng lên và tôi đọc xong tập 1 thì tôi bị thèm khát quá không chịu được, nên là tôi lên web tôi đọc hết rồi đó. Vậy nên là mới có video ngày hôm nay, và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chỉ nói về những cái điều tổng quan nhất về bộ truyện, về thông tin cơ bản bộ truyện, và cũng như là những cái cảm xúc cá nhân của tôi, những cái ý nghĩa của tôi đúc kết ra được sau khi mà đọc xong bộ truyện thôi nha. Ok, thôi để không dài dòng nữa, tôi bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên về những cái thông tin cơ bản nhất của bộ truyện thì tôi xin phép là được cầm điện thoại lên để đọc. Bởi vì tôi lấy những cái thông tin cơ bản này trên Wikipedia này, Wiki fandom của bộ truyện, và cũng như là trang My Animalist. Rồi, vậy thì trên My Animalist thì tôi lấy là được thông tin của tác giả. Tác giả có tên là Kaneda Yosuke. Tác giả này thì có rất là nhiều những cái tác phẩm, hay tôi nói đúng hơn là ít nhỉ? Khá là ít. Chủ yếu là one shot, và có lẽ nổi bật nhất chính là bộ truyện Kisuke ga kono Juliet. Và có lẽ chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều những cái phiên bản khác của bộ truyện này. Ngoài series ra, chúng ta sẽ có một phiên bản one shot và một phiên bản light novel. Tôi khá là bất ngờ khi mà nó có phiên bản light novel, bởi vì tôi không biết là ai sẽ mua nó. Đấy là nói với người Nhật. Đó, đấy là nếu mà nó còn nó phát hành ra sách nữa cơ. Vậy thì về thông tin của bộ truyện này, nó được phát hành vào ngày 9 tháng 7 2015, tập đầu tiên, và cùng với cả tập one shot luôn, và đã kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2019. Bộ truyện thì có tổng cộng là 16 tập và có một phiên bản light novel, một phiên bản one shot. One shot thì nếu mà tính chung với series thì sẽ là 120 chương, nhưng mà thôi kệ đi, ta tính lẻ ra một one shot và 119 chương truyện đó. Và một phiên bản light novel, không biết là nếu mà nó có in ra sách thì ai sẽ mua nhỉ? Nếu mà có mua thì chắc là sưu tầm thôi, bởi vì phiên bản manga tôi thấy là nó nổi hơn. Và ngoài ra, bộ truyện cũng đã được chuyển thể thành phiên bản anime vào năm 2018 với một season 12 tập. Chắc là mọi người cũng rất là mong chờ season 2 của nó, thì tôi nghĩ là sẽ có thôi. Đến cả cái bộ Masamune Revenge năm ngoái năm kia còn có season 2 được nữa, là mà bộ đấy season 1 là hình như là 2015 thì phải, tôi không nhớ lắm. Đó, nhưng mà thôi, nói chung là tương lai sẽ trả lời. Và thêm một điều nữa là anime bộ này cái opening nó hay phết ạ. Tôi vừa nghe xong. Và số chương thì như mọi người cũng tôi vừa nói rồi, 119 chương tất cả. Đó. Rồi, còn với phiên bản Kim Đồng thì sao? Như mọi người cũng đã biết thì tháng 7 vừa qua thì Kim Đồng đã cho phát hành tập 1 của bộ truyện này vào ngày cuối tháng. Thế nhưng mà cái câu hỏi ở đây đó chính là bao giờ thì Kim Đồng sẽ phát hành hết 16 tập? Rồi, vậy thì tập 1 lẻ ở tháng 7 rồi. Vậy thì đến tháng 8 này sẽ là 2 tập, tập 2, tập 3. Và nếu như mà tiến độ không có gì thay đổi thì trung bình sẽ 2 tháng một tập. Và như vậy thì sẽ là chưa đầy một năm là chúng ta sẽ có đủ 16 tập thôi. Đó, còn nếu như mà có vấn đề gì thì chắc là một tháng một tập đó, mà thì cùng lắm đến tròn một năm hoặc hơn một năm một tí đó. Nói chung là đó là về những cái thông tin cơ bản của bộ truyện thôi. Còn bây giờ tôi sẽ nói về phần nội dung của bộ truyện nha, như cảm xúc của tôi. Như mọi người cũng đã biết thì nhân vật chính trong bộ truyện là Romeo và Juliet, thì tôi nghĩ rằng tác giả cũng đã lấy ý tưởng của tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng có tên là Romeo và Juliet, cũng tên nhân vật chính của bộ truyện cũng như vậy luôn. Và theo những lời kể của bạn bè tôi thì cái tác phẩm tiểu thuyết này có một cái kết là sad ending, khi mà cặp đôi nhân vật chính là đến từ hai cái tầng lớp xã hội khác nhau, và họ bị cái định kiến của xã hội coi như là ngăn cách, vậy nên là cái mối quan hệ của họ đã không đến được với nhau, và cuối cùng là họ đã chọn cái chết để có thể đến được với nhau, thế giới bên kia kiểu thế. Và có lẽ đây cũng là một chú ý của tác giả khi mà muốn cho Romeo và Juliet có một cái kết happy ending hơn ở trong cái phiên bản manga này. Và như tôi vừa nói, nó sẽ có happy ending nha. Rồi, vậy thì như mọi người cũng đã biết, Inuzuka Romeo và Parisia Juliet là một cặp đôi có mối quan hệ tình cảm hẹn hò với nhau. Tuy nhiên, cái mối quan hệ của họ đã đặc biệt hơn rất là nhiều, bởi vì họ là hai người xuất thân từ hai cái quốc gia đối địch nhau, và cái mối quan hệ từ những người đến từ hai quốc gia này nó là rất là sai trái. Khi mà hẹn hò thì phải đối mặt với rất là nhiều những cái khó khăn. Cứ mỗi khi mà gặp nhau để hẹn hò thì lại phải trốn tránh bạn bè, người thân, tìm góc khuất, tìm góc ít người. Và thậm chí là có những khoảnh khắc mà Juliet phải cải trang để có thể sang ký túc xá của Romeo. Và
cái ràng buộc hai người đến cái mức này, đó chính là cái luật lệ của ngôi trường, cái học viện. Khi mà nếu như mà cái việc có mối quan hệ như thế này nó xuất hiện ở trong trường thì cái cặp đôi đấy sẽ phải nhận cái hình phạt, đó là bị đuổi học và thậm chí là sẽ bị gia đình từ mặt, bị xã hội ganh ghét. Thế nhưng mà nhờ vào cái quyết tâm mà sẽ thay đổi thế giới để có thể ở bên nhau của cả hai người mà cuối cùng thì họ vẫn giữ được cái mối quan hệ đến tận giây phút cuối cùng. Và dù cho có những cái khoảnh khắc bị bạn bè thân thiết, người thân phát hiện thì cuối cùng họ vẫn đã có được những cái quyết tâm, cái ý chí mãnh liệt đấy để có thể thay đổi được cái suy nghĩ của những người bạn, những người thân đấy. Và cuối cùng thì ở những cái khoảnh khắc mà rất là kịch tính, đó chính là cái khoảnh khắc mà khi mà mối quan hệ của họ bị bại lộ với toàn trường thì chúng ta có thể thấy được cái sự thù ghét của mọi người với cả cái mối quan hệ này nó lớn đến mức nào. Thế nhưng mà dù cho có bị chửi bới, bị gièm pha một cách nặng nề như thế nào thì Romeo và Juliet hai người vẫn nắm tay nhau và đứng lên nói với tất cả rằng mối quan hệ của họ là không hề sai trái. Và điều đấy đã trực tiếp là đánh vào trái tim, đánh vào suy nghĩ của rất là nhiều người. Và điều đấy đã khiến cho là cái mối quan hệ của họ đã được thành công giữ vững, mọi người đã đứng về phía họ và từ đấy là họ có thể công khai hẹn hò với nhau ở trong học viện. Và như vậy là Romeo và Juliet cũng đã phần nào thay đổi được một cái xã hội thu nhỏ mà gọi là phần nào đấy thay đổi được thế giới. Thế nhưng mà cái mục tiêu cao hơn của hai người đó chính là phải thay đổi được cái suy nghĩ của hẳn một quốc gia, hẳn hai quốc gia, khi mà ở đấy thì có hàng trăm nghìn người, hàng triệu người, lớn hơn rất nhiều, một con số rất là khủng khiếp. Và ở đấy thì những cái con người như thế họ sẽ có cái tôi rất là cao, bởi vì họ đâu còn là những cái đứa trẻ 17, 18 tuổi nữa, đúng không nào? Đấy. Và ngoài ra thì còn một cặp đôi nhân vật nữa mà bản thân tôi cũng cảm thấy rất là tiếc cho họ, đó chính là bố của Juliet và mẹ của Romeo. Khi mà hai người đã giống như là Romeo và Juliet cũng có mối quan hệ tình cảm yêu đương dưới cái mái trường học viện, thế nhưng mà cái kết dành cho cả hai người đó là sự chia xa, bởi vì là không có đủ quyết tâm để bảo vệ được mối quan hệ của mình. Và như cái câu chuyện thì bố của Juliet sẽ là người được tập trung chính, bởi vì ông là người có cái sự ám ảnh nhất và cũng như là hối hận nhiều nhất với cái mối tình đó. Vậy cho nên là khi mà biết được Juliet là cô bé cũng có cái gọi là mối quan hệ giống như ông hồi trước, thì ông ấy chính là người đã gọi là mãnh liệt nhất trong cái việc là ngăn cản hai người đến với nhau. Và dẫu vậy nhưng mà cuối cùng thì ông ấy cũng đã thất bại trong cái việc là giữ được cô con gái của mình. Cái này thì nó giống như là kiểu ở đây tôi có một cái cách gọi vui vui, đó là tác giả có lẽ thấy được rằng Romeo và Juliet thời điểm đó thì không thể đánh bại được cả một cái quốc gia. Vậy cho nên là tác giả giống như là gộp hẳn một quốc gia vào, biến thành một người gọi là đại diện cho cái xã hội đấy, đó chính là bố Juliet. Bởi vì ông cũng đã từng trải qua và ông hiểu được cái xã hội này nó gay gắt thế nào đối với cái mối quan hệ như thế. Vậy nên là tôi nghĩ rằng cái việc mà Juliet đã đứng dậy để chống đối lại cha của mình, nó cũng là một cái để chứng minh rằng là cả hai cũng đã chống lại được một phần nào đấy cái thế giới to lớn ngoài kia. Đó, thì đấy là nói vui vui thế. Và cuối cùng thì cả hai cũng đã có một cái kết rất là đẹp và rất là viên mãn. Và như tôi cảm nhận được thì có lẽ bố của Juliet cũng đã phần nào cảm thấy là nguôi ngoai hơn, cảm thấy là gọi là được, tôi không biết phải dùng từ nào nhỉ, tôi định dùng từ chữa lành nhưng mà nó không biết có đúng không, nhưng mà kiểu như là nói thế nào ta, ông ấy cũng đã cảm thấy, ông ấy đã được chứng kiến thế hệ sau của mình, những đứa con của mình đã thay thế mình, coi như là thực hiện hóa cái điều mà ông ấy đã không thể làm được cùng với cả mẹ của Romeo trước đây. Đó, thì đó cũng là một cái nó khiến cho tôi cảm thấy nó rất là đượm buồn khi mà tôi thấy được những cái điều như thế. Đó, nhưng mà cuối cùng thì đây, như mọi người có thể thấy một bức tranh, một cái viễn cảnh rất là đẹp dành cho Romeo và Juliet khi mà cả hai người cũng đã đến được cái bước cuối cùng, được đến với nhau một cách rất là trọn vẹn. Đó là một cái kết mà có lẽ là nhân vật Romeo và Juliet ở trong cái tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng nó đã không có thể đạt được. Đó, nói chung đây là một cái tác phẩm mà nói thật là nó thiên về cái hướng tình yêu kiểu rất là, gọi là sao ta, mãnh liệt à. Bởi vì khi ở trong những cái tình thế như thế này thì cái cảm xúc, cái tình yêu của cặp đôi nó sẽ được gọi là bền vững hơn và nó sẽ bền chặt hơn, kiểu kiểu thế. Và cái ý nghĩa mà tôi đúc kết ra được từ bộ truyện này lẽ nó chính là nếu như mà các bạn chỉ cần các bạn có tình yêu thì khi đấy các bạn chỉ cần có thêm những cái điểm tựa vững chắc như là quyết tâm này,
ý chí đủ để mạnh để có thể thực hiện được cái quyết tâm đó, và cũng như là những cái hậu thuẫn đằng sau đó chính là những người bạn thân thiết và cũng như là những người bạn ở trong học viện đó. Thì đó cũng chính là cái cách để gọi là chúng ta đạt được cái thành công trong cái mối quan hệ của mình, giữ vững cái mối quan hệ của mình, kiểu kiểu thế. Nói chung là cái ý nghĩa này thì tôi nghĩ là ai cũng có thể nhìn ra thôi, chứ không phải là một mình tôi. Nhưng mà đối với tôi thì đó có lẽ là cái ý nghĩa mà sâu xa nhất mà bộ truyện nó đem lại. Và bản thân tôi thú thực với mọi người là khi mà đọc đến những cái phân cảnh, phân đoạn mà ngặt nghèo nhất dành cho Romeo và Juliet, thì bản thân tôi dù đã biết rõ cái nội dung của nó thì cuối cùng tôi vẫn rơi nước mắt khi mà kiểu tôi lo lắng cho hai người ấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì cái kết dành cho cả hai vẫn là một cái kết rất là đẹp, một cái happy ending quá là trọn vẹn. Chúng ta được chứng kiến cái lễ đường mà thật ra thì tôi cũng muốn chứng kiến thêm một cái phân đoạn mà các bạn quen gọi là ngôi nhà của đứa trẻ đấy. Nhưng mà thôi, nếu mà bộ truyện đã kết thúc ở đấy rồi thì đó cũng là một cái kết đẹp dành cho bộ truyện này. Nói chung là ấy, đây vẫn là một cái bộ truyện thiên về tình cảm học đường mà bản thân tôi cảm thấy rất là yêu thích vào cái khoảng thời gian 3-4 năm trước là mà tôi đọc bộ truyện này. Thật ra 3-4 năm trước tôi đọc bộ truyện này lần đầu thì hồi đấy cũng không có những cái cảm xúc như bây giờ. Còn bây giờ thì kiểu mình đọc lại, mình đọc theo cái cách gọi là nghiền ngẫm hơn và mình đón nhận nó, tiếp nhận nó nhiều hơn, thì bản thân mình cũng có thể rút ra được những cái ý nghĩa cũng như là cảm xúc của mình nó mãnh liệt hơn. Đó, thế thôi. Nói chung là đó là những cái chia sẻ của tôi sau khi mà tôi đọc xong cái bộ truyện Kisugu ga Kono Juliet này. Và nếu như mọi người đang thắc mắc là liệu mà tôi đã đọc xong rồi như thế thì tôi có mua tiếp những cái ấn phẩm của nhà xuất bản Kim Đồng hay không, thì câu trả lời dĩ nhiên là có rồi. Bởi vì dù là hồi trước tôi có đọc một cách kiểu nhạt nhòa như thế nào đi chăng nữa thì hồi đấy tôi vẫn nhận xét đó là một bộ truyện tình cảm học đường rất là hay. Và tôi đọc hết rồi mà, đúng không nào? Đây chỉ là tôi đọc hết lại một lần nữa thôi, đọc hết lần thứ hai. Thì việc mà tôi mua truyện dù cho có mang yếu tố sưu tầm hay không thì tôi vẫn mua nó và tôi vẫn sẽ trải nghiệm nó ngay khi mà tôi mua về. Đó, nói chung là tôi sẽ đọc lại vài lần đấy. Căn bản là đây vẫn là một bộ truyện rom-com mà tôi đời đầu mà tôi đã đọc đó, nên là tôi vẫn sẽ rất là yêu thích nó, vẫn sẽ giữ nó ở trong tim mình đó. Nói chung là đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người trong video ngày hôm nay. Và nếu mà mọi người có ý kiến gì hay có góp ý gì thì mọi người có thể chia sẻ cái ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận nhé. Và cái video này thì có thể là nó hơi bị lúng túng một chút trong cái cách mà trình bày của tôi, thế nhưng mà như tôi đã nói rất là nhiều, cảm xúc thì đôi khi không thể nói thành bằng lời đó, vậy nên là cái cách chia sẻ của tôi thế thì mọi người cứ góp ý thoải mái nhé. Còn bây giờ thì thôi, xin phép là hẹn gặp lại mọi người ở trong các video sau nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video đến giờ phút này. Và bye bye thôi, bye bye.